Ok, và hai xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một con map mini game. Mà hôm nay không phải là bộ ba bá đạo, mà là hôm nay mình sẽ quay cùng với lại team My và Huy Nút. Và ok, chúng ta bắt đầu vào video nào. Ok. Rồi, xem tôi đây. Bắt cua hai lóc nè. Đó, ghê không? Ok, bắt cua. Ghê. Ờ cái này không có ngủ được kìa. Cái này không ngủ được rồi. Cái này map này bạn mới sai bị lỗi rồi. Ờ bị lỗi sao á? Ê tao bay, tao bay đẩy tôi. No. Tôi đâu có cố ý đâu. Tôi cố tình á. Có tình đúng không? Ờ đúng rồi. Thôi qua đi, tôi qua tới màn level 6 rồi nè. Ờ level 5 rồi nè. Đợi đi. Nhảy một phát cái gì mà ghê vậy? Qua đi My ơi. Đang qua. Trời ơi, quá dạt các bạn ơi. Qua đây. Rồi, bốn nè. Tính ra cái đầu mình cũng té luôn, mình không hiểu tại sao nữa. Nè, nhảy nè. Timmy nhảy nè, xem Timmy nhảy nè. Ồ, ồ, ghê ạ. Đâu chết rồi tôi. Ghê vậy ta. Thôi con gái mà, chấp một bước đi. Ờ, đúng rồi. Ê, mày đặt ngựa, nhảy qua đây nè. Qua đây, Mày rồi nhảy cái vô ô trời ơi, lỗi kỹ thuật thôi, từ từ lại nè. Trời ơi, lỗi kỹ thuật luôn. Sao tôi không nhảy lên cục này được vậy? Đó, cái này là phải trình cao hiểu không? Nào nhảy đây. Ai từ nhảy lên. Tới qua đâu, tới qua đây, không qua đây. Qua bên kia không được. Ê, cái này có cái gì để bay không? Không có. Huy là gì vậy Huy? Tôi lỡ không? Tôi linh chỉ Timmy cách nhảy nè. Đây, bây giờ bà nhảy lên đây đúng không? Bà đơn giản. Mà bà nhảy lên đây nè, bà phải bấm nhảy thêm cái nữa. Tại vì cái mini bo này á, nó có một cái lọ, nó có một cái hay đó là khi bà nhảy lên bóc nè, bà nhảy ngay. À, đạp tường cái gì hiểu rồi. Trời ơi. Nhảy đó. Đó không? Phong là đạp lên tường xong rồi nhảy luôn. Đó, ghê quá trời ghê. Nhảy lên Timmy. Trời ơi. Tới sáng luôn, tới sáng luôn. Thiệt này, cái này là thiệt là tới sáng luôn á. Nhảy lên, cố lên. Chờ con chút mà thôi. Nhảy lên, nhảy. Trời ơi. Trời ơi, sao tôi đạp lên được mà nó không lên vậy? Bà phải nhảy, bà phải đạp, bà bấm đạp mạnh lên. Nữa. Cái này mình chắc đợi chắc, đợi chắc chết mình đi mà. Trước Huy ơi, chắc giờ anh em mình đi trước. Phải đợi tôi, phải đợi tôi. Bỏ đồng đội cứ xem đi mày nhảy đến mức nào. 2000 years later. Bấm nhảy. Trời tối luôn kìa. À đó. Qua đây. Trời, trời, trời. Khoan. Trời. À, cái gì? Ông kêu tôi làm tôi rất là. Ủa? Cái này nó trơn quá à. Tất nhiên nó phải trơn rồi đó, băng mà. Nhảy đi. Ê. Trời. Ở tính ra cái đó cũng không nhảy được luôn. Tôi bị trơn thôi. Từ mấy ông mới từ chứ. Bị trơn. Rồi nhảy đi. Ồ, hay ta. Cái đúng cái mức cuối cùng bỏ té. Không hiểu luôn nha. Từ từ lại nè. Rồi, rồi quá ghê. Nghĩ thế đi. Ghê trời. Ôi ghê trời. Ồ. Ghê hãy cho trời tôi. Rồi. Này thì. Ai à? Rồi, quá đi. Ai, đi qua đi. Không, tại vì bà thì mới chết luôn rồi kìa. Rồi xong luôn. Bà phải đi chơi là từ đầu mọi người, ok. Bà đi lại thiệt luôn hả? Ừ thiệt cái sao bây giờ tốn thêm mấy tiếng đồng hồ đứng đợi bà. Ok, đợi tiếp thôi. 2000 years later. Trời. Ok, mãi 8 tiếng đồng hồ sao Timmy mới qua được bên đây rồi. Vui quá. Ờ đúng rồi. Đây, bây giờ Timmy hãy lùi đằng sau đi để tôi qua cái level này để tôi với Phong nhảy cho tôi với Phong trình pro lắm. Ok. Nhìn tôi nhảy nha, nhìn kỹ thuật nhảy nè, đó vậy nè. Ờ trời, trời. Đó nhảy. Ôi Huy ơi, tôi bên đây nè. À đâu, ôi sao qua đây vậy? Tôi bám tường, ghê không? Ủa vậy gì vậy? Chị ơi,
Hả? Vậy nè, bây giờ ông nhảy cái chỗ, tại tôi thấy nó gần quá cho nên là tôi nghĩ là tôi bám cho cái tường tôi qua được nè. Ủa sao nhảy? Ủa, lâu lâu tôi biết nha. Ủa, Timmy nãy giờ nhảy chưa qua được cái bước này luôn à. Đâu, tôi qua rồi. Hey. Cố lên, cố lên. Wow. Bà nhảy thiếu đà, cái chỗ này bà chỉ cần bà nhảy đủ đà là qua được à, chứ không cần bám gì đâu. Bà canh cái góc này nè. Đúng rồi, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi, nhảy, nhảy, nhảy. Nhảy. Oh, hay quá. Qua nè. Ôi, ấy ra, từ từ, để tôi thử coi. Không được, từ từ, từ từ, lại, lại, lại. Không được, tiếng mày nhảy được nữa kìa. Wow. Tính ra tôi không nhảy được. Từ từ, từ, cái đó, hình như tôi sai sai chỗ nào á. Xích ra đi. Ủa, cái này tính ra không cần nhảy vòng. Ờ đúng rồi, nhảy này quá đơn giản luôn. Nhảy tới mấy, có lên. Yeah. Wow, hay lắm. Ý gì, trời gì. Cái này là phải bấm cầu thang nha. Để tôi nhảy nha, tôi nhảy nha, tới tôi nhảy nè. Xích ra, xích ra đi. Nhảy đây, ông nhảy đây. Chiu, ú, lên, lên, lên. Chiu, lên. Chiu, lên, lên. Trời ơi, là dễ. Cố lên thầy ơi. Nhảy nè. Ê, cái cầu thang này nó sao không? Ủa cái cầu thang nó bị gì ta? Nhấn shift lại nha Timmy. Nhấn shift lại nha. Đúng rồi, đó. Được rồi đó. Nhấn shift lại nha. Nhấn shift lại. Nhấn shift lại. Ờ thì shift mà, chứ tôi có nói gì đâu. Ôi, sao kìa, thôi tôi ăn, tôi win trước nha mấy bạn mọi người. Ê, từ từ, khoai. Mình đợi Timmy tới đã, hiểu không? Này, cho. À tôi nghe hỏi nha. Nghe gì? À gì vậy? Đi ra. Cho tôi đi vô cái đã, cho tôi đi vô. Ờ đó. Ờ vô. Đi ra. Đi xuống rồi. Ăn sao? Yeah. Ơi, sao với tôi? ủng hộ Huy Nước với lại Phong Cận.